Ngày 13 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện và lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm nữ du khách tổ chức vui chơi tại một bãi tắm thuộc khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra hành vi của nhóm nữ du khách nêu trên. Vào sáng ngày 13 tháng 9, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh một nhóm người tham gia hoạt động team building với trang phục vô cùng phản cảm gây xôn xao. Tiếp đó, nhóm người cùng cả nam lẫn nữ cùng nhau chơi trò chơi với trai ở bãi cát, và vì để có sức vươn ra với trai, nhóm người đã kéo rời áo phông để lộ áo lót của một vài cô gái, thậm chí có cô gái này còn văng cả áo lót ra ngoài, lộ rõ đôi gò bồng nào. Dù phần trên không mảnh áo che thân, song các cô gái tham gia team building vẫn rất hào hứng, không bận tâm đến người xung quanh. Họ bất chấp trên bãi biển có rất nhiều khách du lịch nam và trẻ em để hoàn thành trò chơi của mình. Được biết, sự việc trên xảy ra vào cuối tuần qua trên một bãi biển vô cùng quen thuộc đối với du khách mỗi dịp đặt chân đến Hạ Long, Quảng Ninh. Chị NH, 30 tuổi, một người dân sinh sống tại đó cho biết, từ chiều hôm trước, người dân đã xôn xao clip liên quan đến nhóm người tham gia team building, có một người dân đã đăng tải clip trong nhóm của người Quảng Ninh. Nhóm khách này từ nơi khác xuống để nghỉ dưỡng rồi chơi trò với trai ở bãi biển, họ thuê cả người dẫn chương trình lẫn thợ chụp hình. Ngay sau khi được đăng tải, loạt hình ảnh phản cảm đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ai cũng phẫn nộ, không hiểu sao nhóm người có thể thản nhiên cởi bỏ hết áo để chơi được như vậy. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết đang cho xác minh thông tin liên quan đến hình ảnh, video về một nhóm du khách tổ chức trò chơi team building để lộ hàng trên bãi biển đông người. Vị này cho biết, lãnh đạo thành phố Hạ Long đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng phòng văn hóa thành phố, ban quản lý bãi tắm điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của nhóm du khách nêu trên.